Kính thưa ban trị sự, giới gia trưởng cùng toàn thể quý ông trong ban phục vụ và quý ông trong ca đoàn thánh tâm, hôm nay chị em chúng tôi cũng rất hân hạnh được cùng chung vui trong buổi tiệc liên hoan tất niên cuối năm cùng với quý ông. Cũng mong rằng từ giày về sau cho đến hết khóa, chị em chúng tôi cũng được sự động viên và cộng tác của toàn thể ban trị sự, quý ban phục vụ và toàn thể quý ông trong ca đoàn trong tất cả mọi công tác. Chúng ta cùng làm công tác công tông đồ để tốt lời đẹp đạo và tất cả mọi việc tốt đẹp cho hai giới. Mong sự liên kết và tất cả những gì chúng ta làm đều đẹp lòng Chúa. Và giờ đây chị em chúng tôi cũng rất vui trong bài liên hoan, trong buổi tiệc liên hoan bài đón xuân. Xin tất cả quý ông cùng ông nào thừa cùng hát với chúng tôi nhé. Đón xuân.